Tôi thì hay đi làm vào ca chiều, mà cái ca của tôi là bắt đầu từ lúc 1 giờ. Cơ mà mấy hôm gần đây tôi đặc biệt đi vào lúc 12 giờ. Đúng cái giờ mọi người chuẩn bị ăn trưa. Để xem có ai đang làm gì vất vả không thì tôi giúp một tí rồi tiện thể ăn ké. Khi thì sửa hộ cái ảnh này, edit hộ video này, rồi thỉnh thoảng là bê đồ hộ. Thế hôm nay nhân vật mà được tôi giúp là nhân vật Tiểu Màn Thầu. Cái con này nó đang gầy quá, nó muốn tăng cân, nó được anh bếp trưởng tặng cho cái set đồ ăn này. Nhưng mà anh ấy không tặng tôi. Thế mở cái hộp ra tôi thấy có hai gói lạc. Con em tôi nó gầy lắm rồi mà ông cho hai gói lạc. Nhìn combo thấy túy ngoạ cái gì, biết ngay là không tốt lành gì mà mở ra đã một hộp rau với cả bún rồi, lại hộp lộm toàn rau luôn. Ăn mấy cái này vào có mà tăng cân bằng giờ. Ôi giời ơi, giờ xem đến mấy cái bọc kính kính này xem nó là cái gì đây, mở ra nhìn cũng chả biết là cái món gì nữa. Thử cầm đũa gắp lên thử miếng thì thấy thấy cũng ngon bình thường, không đến nỗi nào. Thôi thử tiếp món tiếp theo xem có gì nào. Ủa ôi, nhìn quả má heo nó ngon thế. Thôi quên, cũng bình thường nhá. Nói chung cái vị của nó là mềm bình thường và ngọt bình thường, ăn nó không ngấy mà nó cuốn một cách rất là bình thường luôn anh em ạ. Tiếp đến mở cái gói cuối cùng ra là cá. Món cá để dành tí ăn với cả bún với cả rau. Mà mải ăn tí quên, trong cái tờ hướng dẫn nó ghi là phải sắc rắc cái hạt ở phong sa này vào trong cái đĩa bò để cho ăn nó ngon. Rắc xong ăn thì thấy nó đậm đà hơn chút chứ có gì mà căng. Rồi đoạn này tôi mở sẵn hộp nộm để tí Tiểu Màn Thầu nó ăn. Còn tôi tỉa thêm mấy miếng má heo để có cái cảm nhận khách quan nhất về cái món này. Đấy em lấy đĩa nộm đi, đĩa nộm là của em tất, còn đâu để cho anh. Đấy bây giờ tôi cứ mải miết diệt mồi thôi, còn đâu. Tiểu Màn Thầu nấu lẩu. Lẩu này thì nghe phong phanh đâu là theo phong cách là lẩu khô, ăn cùng với cả thịt dê. Nhìn nó đổ cái phần thịt vào nồi thôi cũng đã thấy thèm rồi. Nhưng mà phải giữ vững quan điểm thử mới biết được vị như thế nào. Cái món này khá là đặc biệt nên là tôi phải thẩm định lâu lâu một chút, phải ăn nó cả lúc ăn không và lúc ăn vào nước chấm thì mới hiểu rõ tầm quan trọng của nước chấm để làm gì, mà cũng hiểu rõ là cái món ăn nó có ngon thật không. Ngồi thẩm định gần hết đĩa má heo rồi mà thấy công trình nghiên cứu vẫn chưa đi đến đâu nên tôi đi thẩm định món thịt khác. Thấy Tiểu Màn Thầu đang quay gắp cái miếng cá này, tôi cũng ra gắp miếng để cho nó có anh có em, làm gì cũng phải cùng nhau nó mới vui anh em ạ. Phần cá ăn ít xương mà thơm phết. Trần đời là tôi ghét nhất ăn cá, nhưng mà tôi đặc biệt thích mấy cái loại cá ít xương anh em ạ. Sở thích nó cũng giống mấy anh chị em đang xem. Đảo mắt qua nhìn vào cái lồi lẩu dê ấy, thấy nó cũng chuyển màu rồi. Cũng có vẻ sắp chín rồi nên là quay ra ăn cái món này trước đã, tí có gì quay lại ăn tiếp là vừa. Đây cái món này nói với các bác nãy giờ đây, cho một tí bún vào này, xong rồi cho một tí rau, nói chung là cứ thấy rau gì là cho vào hết, gắp vào hết sạch là không để lại một cái món gì cả. Đấy tôi trải đều phần cá này cái miếng này rồi bắt đầu cuộn ăn thôi. Em mải ăn quá không để ý, chấm nhầm cái mắm chấm thịt thì thấy nó hơi mặn. Thế là cuối cùng quay ra thấy cái bát mắm giấm chấm ăn nó mới đã. Cái vị chua chua của mắm giấm ấy, cộng với cả bùi bùi của cá, thêm phần rau tươi mát nữa, ăn nó đã cả khoang miệng. Quay sang cái món lẩu ấy có vẻ đã chín tất cả rồi đấy. Cơ mà thấy mọi người cho cái mì vào mà tôi thích nhất là cái mì này luôn anh em ạ, mì tự làm. Sợi mì nó phải to như này ăn nó mà bánh cuốn. Phải nói đây là cái bữa ăn ké chất lượng nhất trong cái sự nghiệp ăn ké của tôi anh em.